Sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, tại nhà nghỉ khách sạn Công đoàn Thanh Đa, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức lớp Quản trị Tài chính nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn về quản trị tài chính, kế toán công đoàn cho hơn 140 đồng chí là kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị kinh tế sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Tham gia lớp bồi dưỡng Quản trị Tài chính, học viên được các giảng viên đến từ Viện Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các nội dung như hệ thống quản lý các quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ thường xuyên phát sinh đối với công đoàn cấp trên cơ sở, hướng dẫn trình tự thủ tục thanh quyết toán và thủ tục lưu trữ chứng từ kế toán. Chương trình tập huấn diễn ra 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, đợt 2 sẽ được diễn ra trong tháng 10 năm 2024. Lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn nắm vững các kiến thức về quản trị, nguyên tắc quy định về tài chính kế toán nói chung và các quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý tài chính, tài sản công đoàn nói riêng để đảm bảo tuân thủ thực hiện trong quá trình công tác.